Vâng, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một con máy thổi bụi công suất cực kỳ lớn 3.500W đến với hãng Hukan, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ mình sẽ bóc ra. To lắm mọi người ạ. To lắm luôn đấy. Úi dạ ui. Đây mọi người nhìn chưa? Siêu to cho khổng lồ luôn. Úi giời ơi. Khủng khiếp luôn. Đang uống. Đang uống mọi người cho con ai ủng hộ video với ạ. Rồi, giờ bắt đầu xem mình sẽ đi tìm hiểu tất tần tật về con máy này nha. Rồi test thử. Bây giờ mình sẽ cắm vào mình test thử nha. Đây một đống bụi đây. Đây đang thổi ra được, không biết là người ta đi ra người ta mắng thôi không. Đấy thì ở trên này nhá, nó có một cái chốt để giữ cho mình đỡ phải mỏi tay là đúng bóp cò. Đấy mọi người hiểu ý mình không? Nó như kiểu là cái máy cắt. Máy cắt máy khoan cầm tay nó cũng thế. Thì đây có 6 chế độ này. Nên có 6 chế độ 6 tốc độ thoát đấy, 6 này, 5 4 3 2 1 này. Đấy, ok chưa? Bây giờ mình sẽ bật máy này. Lên. Lúc đầu thì nó lên rất là từ từ. Đấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tăng tốc lên nhá. Mình tăng tốc lên xem là như nào nhá. Đấy, các mọi người nhìn chưa? Ôi, quay ra phải quay với tao thôi. Hơi bụi sợ người ngoài đường người ta đi người ta mắng. Mình sẽ thử chỗ đất ngoài cho mọi người xem. Bật maximum đi. Được chưa? Mọi người nhìn kinh không? Nó sạch bóng kinh kích luôn này. Đấy, mọi người nhìn không? Kinh khủng không? Ôi giời, thổi trong này thôi, thổi trong này thôi, thổi kia người ta đi đường. Nó ảnh hưởng đến người ta thì chết. Đấy. Vâng, thì nó rất là ổn nhá, nó rất là to. Tại vì nó sử dụng động cơ than đấy mọi người này. Và nó khởi động rất là từ từ. Đấy, nó khởi động mềm. Ở đây bây giờ mình chiếu thật xa ra ngoài kia này. Để cho mọi người xem này, thổi nó mãi ngoài kia này. Lá cây rồi kìa. Đấy, lá cây đến mà nó còn rung ấy thì mọi người đã biết là nó mạnh đến cỡ như nào rồi đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp quay sang đây phát này. Đây nó khởi động mềm nhá. Thế đâm là mình nghĩ là nó sẽ rất là bền cái motor đấy. Thì loại này của Hukan thì Hukan nó cũng rất là có thương hiệu rồi. Đấy, mà nó khởi động mềm như này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là bền. Test lên trên này nè. Đá là nặng. Cầm khá là nặng tay nhá. Đấy mọi người nhìn chưa? Đá này rất cứng này. Rất là khỏe nhưng mà cái này phải phụ tay đi anh. Này. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó rất là nặng. Nếu mà mọi người dùng, mọi người nên có một cái quai đeo. Quai đeo cổ này thì nó sẽ đỡ nặng hơn. Và lúc mình thổi ấy. Vâng, bây giờ đang là đến cái lúc mà rất là quan trọng. Đó là test xem là công suất được bao nhiêu. Thì cái phích cắm đo công suất thì mình lại không có ở đây. Mình sẽ đo qua app luôn. Đấy, đo qua app thì đây bây giờ đang là 4,35A. Với điện áp là 235V.
Hiện giờ đang là 744W, nhà mình đang sử dụng 744W nha. Giờ mình sẽ bật lên. Mình sẽ bật ở tốc độ số 1, số 2, số 3, số 4 đến số 6 cho mọi người xem nhá. Thì giờ mình đang để số 1 này. Đây mọi người nhìn chưa? Số 1 đấy. Ok chưa? Đây mình đưa cái này lên trên này chút xíu cho mọi người là quan sát cho dễ. Rồi bây giờ mình bật nhá. Bật là mình cài vào luôn này. Đấy là mình đang cài vào luôn này. Điện áp nhà mình đang là 7 công suất mình đang sử dụng là 738W. Số 2 này. Lên 821. Đấy. Số 2 này. Cái này đôi khi nó loát nó hơi chậm. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chơi lên maximum luôn nhá. Số 6 luôn nhá. Úi giời, bay luôn này. Bay luôn này. Vâng mọi người nhìn chưa là 2055W. Rồi giờ mình sẽ tắt đi này. 2055W, bây giờ mình sẽ trừ mình chia luôn nhá. 2055W này. Trừ đi bao nhiêu? 816. Chắc ai vừa bật thêm thiết bị. Như vậy là được có một. Như vậy là được có một. À đây, 723 đây. Như vậy là 723. Như vậy là công suất thật của nó là chỉ được có 1.300W, 1.332W nha mọi người nha. Đấy, thì như vậy là về cơ bản của nó là được khoảng hơn 1.000W, 1.300, 1.400. Đấy, thì mọi người cũng cân nhắc. Đấy, cái này đây là theo mình test trên cái app Tuya nhá. Theo mình test trên app Tuya, có bác nào mà đã dùng sử dụng qua cái này rồi mà test nó được cao hơn thì mọi người để lại cái bình luận ở phía dưới nhá. Chứ nó thực sự là cái thương hiệu này là thương hiệu rất lớn. Đấy, thì nó mà sai như này thì mình cũng thấy là có gì đó nó không đúng nhá. Đấy, ai mà dùng qua rồi thì cứ để lại bình luận nhá. Cái máy này thì như mình có test là nó rất là khỏe rồi đúng không ạ? Chạy động cơ chổi than. Động cơ chổi than thì mà nó khởi động mềm thì theo mình nghĩ nó rất là bền máy. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video nhá. Nói chung là nó cho dù nó không có đúng công suất thật chẳng hạn nhưng mà nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Cũng như mọi người vừa nhìn thấy mình thổi nó rất là mạnh rồi đúng không ạ? Thì mình cũng có thể là xem xét mình mua. Link mua hàng mình sẽ để ở bình luận và cũng như là cái mô tả của cái video này để cho mọi người vào tham khảo nhá. Mua được thì mua mà không mua được cũng nên mua một cái để mà thi thoảng dọn nhà hay là các bác nào mình đi làm công trình cũng rất là ok. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.